xem hình ảnh. Không được, anh phải cho em hình ảnh của em. Theo luật khiếu nại. Anh cho em xem hình ảnh của anh. Của em, em sai, anh đưa hình ảnh cho em xem. Anh đưa hình ảnh cho em. Nếu em sai mà em được quyền kiểm tra hình ảnh mà. Đấy. Đúng không? Được quyền khiếu nại cho anh. Đấy. Rồi ok. À, các anh chị ơi, em hôm nay ở đây thực tế em vi phạm giao thông. Nhưng em hỏi các anh các chị là nếu như các anh các chị có thể chứng minh cho em cái hình ảnh này là em sai hay em đúng. Hình ảnh xe của em này bắn bây giờ như thế này, em không thể nói là các anh nói như thế này em không thể. Đấy, tôi là anh này. Bên đây là của bộ phận đăng ký quản lý phương tiện, còn bên cái xử lý phạt. Đấy, em đang hỏi người dân. Anh bên kia có đồng chí đội trưởng xảy ra anh con chủ tôi đây. Bây giờ thế này em không sai, anh hiểu chưa? Em không làm ầm ĩ. Bây giờ hình ảnh của em là không có thể nào nhìn thấy hình ảnh của em. Anh nói thế này là em không thể chấp nhận. Bây giờ em nói với anh đây, toàn bộ cái hình ảnh đây của em, các anh có thể chứng minh cho em được rằng là em căng hết cỡ ra cũng không bao giờ nhìn thấy biển số của em. Thế này bây giờ anh bảo anh bắn ra một cái hình ảnh như thế này, xe em chạy một ngày không biết bao nhiêu là cái lượt đi trên quốc lộ 14. Bây giờ các anh bảo em là một cái hình ảnh anh cắt như thế này, anh có thể chứng minh được cái gì là cái xe em vi phạm tốc độ? Khi cái chụp cái hình đó lớn lên, anh hiểu không? Khi thì gom ok, em đồng ý. Nếu như anh bảo cái hình này anh phóng lớn lên em có thể thấy. Khi anh phóng em một cái hình ảnh to bằng cái tủ này em nộp tiền em cũng nộp. Được chưa? Anh phóng lên bằng một cái phông 300m² em cũng sẽ nộp. Nếu đúng hình ảnh nhìn thấy rõ biển số của em. Em ok ngay, em không nói gì cả. Nhưng cái anh như thế này các anh không thể nào chứng minh được thực tế em là sai. Bây giờ anh hỏi em chỉ một cái như thế này, không có một cái gì, nó chỉ là một cái biển số này. Một ngày em đi qua quốc lộ 14 này bao nhiêu lần? Anh có thể kiểm tra em, xe em mới mua có 2 năm thôi. 250.000 km trên xe, xe em lao động ở kia. Các anh đang kiểm tra cà vẹt của em đây, đúng không? Thì anh nghĩ là một ngày em đi qua cái quốc lộ này bao nhiêu lần? Không phải là lâu lâu em ra ngoài đường. Mà anh ngồi xuống. Các anh làm như thế này em không chấp nhận được đâu. Em sai là em đóng, chứ em không nói là em không sai. Anh ngồi xuống. Đấy, nếu em sai em ok. Bây giờ thế này nhá. Dạ. Cái việc bây giờ anh cứ cho anh là đúng đi. Em không nói em đúng. Được chưa? Em không nói em đúng. Bây giờ trong luật khiếu nại quy định rồi. Anh cảm thấy không đúng cái này. Em chỉ nói với anh một câu, em xin phép anh này. Em xin phép anh Văn Ngọc Lập. Em xin phép anh ông Văn Ngọc Lập. Em không nói em đúng. Em đồng ý là em tham gia giao thông em sai. Nhưng các anh là người thi hành luật đúng không? Các anh phải chứng minh được cái lỗi của em sai, em sẽ nộp phạt. Em là người công dân mà, em không có vi phạm cái gì cả. Em đây là luật giao thông. Em vi phạm luật giao thông, em sẽ chấp hành nộp phạt luật giao thông. Em không hề chối cãi. Biên bản ngày đấy em còn ký cho các anh mà, em cũng không phải là người không ký. Đó. Nhưng lúc bây giờ em đã nói với các anh thi hành rồi. Các anh phải có hình ảnh chứng minh là phương tiện em vi phạm giao thông. Em sẽ nộp phạt. Hôm trước em đến đây anh cũng đã ghi cho em rằng cái thế sau là ngay bản thân anh lúc đó anh cũng không thể khẳng định được là cái máy của các anh có đúng hay không. Bởi vì nếu các anh máy các anh, nếu các anh đúng thì anh không cần phải cho em xác nhận lại. Và trong khi đó bây giờ hình ảnh muốn cho anh đi xuống để kiểm tra thực tế. Rồi ok. Để nó thỏa lòng cho anh. Hôm đó em cũng nói với anh là nếu như em sai và nếu như các anh chứng minh em sai, em ok em nộp phạt, em không ý kiến gì cả. Bởi vì thực ra cái này không phải là quá lớn, nó chỉ có mấy triệu bạc để nộp phạt thôi. Em không có cái gì là to cả. Nhưng có điều là em là người công dân tham gia giao thông, em đồng ý rằng em nếu như thực sự các anh có thể chứng minh được lỗi của em nộp phạt, em không có ý kiến gì cả. Em không có gây khó khăn cản trở cho các anh thi hành cả. Kể cả biên bản các anh khi anh lập chưa chứng minh được thực tế của em vẫn ký. Đó là cái chấp hành của em. Thế bây giờ em đã một lần đến đây và anh đưa em cái hình ảnh này rồi, em đã nói với anh là không chứng minh được, yêu cầu anh chứng minh lại cho em. Lần này em lại quay lại đây thì các anh vẫn không thể nào đưa ra em được một cái hình ảnh khác. Bây giờ anh bảo rung ra to em, anh có thể nhìn thấy được. Ok, anh có thể phóng lên bằng cả một cái nhà này. Chi phí anh bảo bây giờ tôi phóng cái ảnh này lên hết 3 triệu tiền phóng này của ông. Ok, em nộp, em không ý kiến gì. Nhưng anh đưa như thế này anh không thể nào nói em là em sai được. Sai ở chỗ nào? Anh chứng minh ở chỗ nào sai? Anh đưa một cái hình ảnh này ra, anh lấy cái gì? Anh bảo là cái này là cái ngày hôm đó anh bắn em. Anh làm như thế này em không thể chấp nhận được đâu. Đây là hình ảnh vi phạm của em anh chị. Lưu hồ sơ mà.
Cái này là phải lưu hồ sơ. Rồi. Bây giờ nói em đồng ý, em không có cãi gì hết. Em không có cãi một cái gì các anh cả. Em người công dân em vi phạm là em nộp tòa phạt thôi. Em không có cãi. Em cãi cái gì đâu. Mà trong khi đó anh biết rằng cái xe này của em đi các công an các tỉnh khác phạt em hơn 10 triệu tiền phạt rồi. Chứ không phải bây giờ đóng tiền phạt cho các anh ở đây không bao nhiêu tiền đâu. Vì em không có bằng. Vì biên bản quá. Em nộp phạt rất nhiều rồi đấy. Em nói với anh như thế. Chứ không phải là em tiếc gì một vài triệu tiền nộp phạt đâu. Nhưng có điều em không phục cái chỗ là các anh làm việc nó không chuẩn. Hình ảnh các anh cứ chuẩn thì chị em không bao giờ nói gì cả. Còn cái hôm ấy đồng chí Tuấn Anh, đồng chí còn bảo này để tôi về tôi chỉnh sửa lại. Bây giờ vi phạm hình ảnh của em mà bảo mang về chỉnh sửa lại. Cái cuộc nói chuyện em còn ghi âm lại. Mà lúc em xuống coi máy là coi thực tế chưa? Em coi rồi, đồng chí đấy bảo là để tôi về tôi chỉnh sửa lại máy. Vi phạm hình ảnh của em mà bảo mang về chỉnh sửa. Ok, em đồng ý, cứ phóng máy ra. Em sai đâu, hình ảnh rõ ràng ra là em nộp phạt tôi. Em không nói gì hết đấy, em không có ý kiến gì hết đấy. Thời gian không phải là 1-2 ngày mà anh bảo em không làm được. Bây giờ thời gian này của em là anh cũng giữ bằng em mấy tháng rồi. Đi đường em bị phạt rất là nhiều rồi. Bây giờ như thế này anh Cường nhé. Cái này là chúng tôi được phạt xử lý thôi. Bây giờ tình trạng giao ở đây sao chúng tôi nhận như vậy. Anh nói thế thì em không có phục đâu. Cô nói cho anh nghe đã, đúng không? Đó, còn bây giờ là hình ảnh chúng tôi sẽ yêu cầu tổ tuần tra nó cầm máy ở đây để nó coi trực tiếp ở trên đây và đưa vô vi tính để mà anh coi trực tiếp ở trên này. Vì cái màn hình máy nó còn nhỏ, đúng không? Anh nói thế thì em nói thật với anh nha. Em lần trước vào đây em đã nói rồi, đúng không? Kể cả anh có đưa lên tivi, đưa lên một cái mỏ máy chiếu, anh chụp ra rồi anh rửa cho em cái hình ảnh là được. Em không ý kiến gì cả. Nhưng mà mấy tháng nay rồi bây giờ anh lại nói em nữa thì em lấy gì em đi. Bây giờ ngày hôm nay em đi qua đây là mấy tháng rồi chứ có phải là 1-2 ngày đâu. Nếu 1-2 ngày em không bao giờ nói gì cả. Em chấp nhận mà, thời gian đợt trước em đã chấp nhận rồi. Em đợt trước nói như thế thì các anh về đây giờ các anh ít nhất các anh phải có một cái hình ảnh nào nó chứng minh em ok anh phóng ra to cỡ nào không cần biết, nhưng phóng to ra miễn là nhìn thấy biển số xe em, ngày tháng em vi phạm, tốc độ em vi phạm, km em vi phạm, ok ngay, em không ý kiến gì mà. Em vi phạm giao thông thì em nộp phạt thôi chứ em có phải là tội phạm hình sự đâu mà em phải trốn tránh, em phải ấy. Trong vòng mấy tháng rồi các anh vẫn để nguyên cái hình ảnh đó, các anh ấy em thì làm sao mà làm được. Nhưng mà ý là lần trước em đã vào đây rồi đúng không? Anh công nhận đâu, không phải là em không vào đâu. Em đã nói là hình ảnh này không có nhìn thấy mà. Bây giờ tổ tuần tra ngoài đường người ta cung cấp cho chúng tôi, chứ bây giờ anh sang ngay lúc đầu ngoài đó anh không thắc mắc. Em thắc mắc rồi, như các anh bảo là rửa ra hình ảnh nó sẽ rõ. Và anh vi phạm ok em vẫn ký biên bản. Bây giờ chúng tôi trong bộ phận chúng bây giờ anh nói thế nó không được, bởi vì em cứ bình tĩnh để tôi nói đã, người nói là có người nghe đúng không? Bây giờ em nói với anh nhỉ, khi bọn em tham gia giao thông đúng không, mà em đi trên đường, khi các anh bảo em là ok xe anh vi phạm tốc độ hay xe anh vi phạm làn đường, nếu mà làn đường thì ok ngay, thì nhìn thấy hoặc là tốc độ nhìn thấy thì em không làm gì. Bây giờ ở trên đấy các anh bảo khi anh về đây nộp phạt tôi, chúng tôi sẽ có hình ảnh rõ ràng về cái phương tiện của anh vi phạm giao thông. Rồi. Thì ok em đồng ý em sẽ ký biên bản. Bởi vì sao? Đó là cách giải quyết công việc của bọn em để đi ngay. Rồi. Chứ không thể nào nói là bây giờ không ký biên bản thì em lại là người chống đối. Rồi. Thế bây giờ em ký biên bản cho các anh. Thì các anh về đây, các anh nói như là các anh là bên bộ phận xử lý đúng không? Thế thì bây giờ ở ngoài đường phương tiện đưa về cho các anh cái hình ảnh để xử lý. Đúng. Thì bản thân các anh làm biên bản để xử lý, anh phải đúng. Có được hình ảnh nhìn rõ. Biên bản anh có ghi trong đó. Sao? Anh có ghi yêu cầu cung cấp hình ảnh không? Anh nói như thế này, bây giờ tốc độ các anh, khi các anh muốn mọi em nộp phát anh phải có hình ảnh chứ. Anh nói xong chưa? Rồi. Rồi bây giờ tôi nói là anh như thế này nhé. Trước tiên anh, khi anh thắc mắc vấn đề gì ở dưới trong biên bản có ý kiến của người vi phạm. Nha.
À rồi, ok ok, xin phép anh nhá, anh Dương Trung Hải nhá. Em nói cho anh nhiều câu đấy, anh nói câu này để nghe em nói anh. Anh nói câu đấy có nghĩa là anh bảo em là có nghĩa lúc bây giờ em không ghi cái câu vấn đề là yêu cầu công an cung cấp hình ảnh rõ ràng thì là em ký vào đấy là em là người nhận tội đúng không? Anh nói thế đúng không? Một khi anh đã xác nhận biên bản, à đúng không? Một rồi. Khi anh đã xác nhận biên bản rồi thì anh đã đồng ý với biên bản người ta thiết lập. À rồi, ok. Có nghĩa là anh nói như thế có nghĩa là cái hình ảnh con gái cái nơi không cần phải chứng minh đúng không? Không phải là không cần phải chứng minh. À. Trước tiên anh có quyền thắc mắc trong vòng 7 ngày theo luật xử lý vi phạm hành chính. Rồi. Được chưa? Rồi. Anh có thắc mắc trong vòng 7 ngày theo luật xử lý vi phạm hành chính. Rồi. Và những tất cả những vấn đề gì khi anh em thiết lập biên bản ở đây, à, có những ý kiến của người phạm ở đây, anh có quyền anh ghi rõ ý kiến mình ở trong này. À. Thế có nghĩa là các anh thi hành luật không cần bằng chứng đúng không? Không cần bằng chứng. Thế bằng chứng của các anh đâu? Bằng chứng của tôi đã cung cấp cho anh. Cung cấp chỗ nào? Ngày giờ nào? Máy của các anh bắn vào tôi hỏi các anh một câu, đúng không? Rồi ok, tôi hỏi các anh một câu. Tôi hỏi các anh một câu. Các anh bắn tôi tại địa bàn ở thị trấn Đắc Min. Rồi ok, tổ công tác của các anh bắn tôi tại thị trấn Đắc Min, đúng chưa? Và các anh lập biên bản tôi tại đâu? Tại địa điểm trong biên bản người ta đã ghi rõ. Rồi tại cứ rút. Tại địa điểm trong biên bản. Rồi tại cứ rút. Tại cứ rút. Tôi là ở địa. Rồi. Trong đội xử lý tôi không biết lúc anh làm việc ngoài đường như thế nào. Anh hiểu không? Rồi. Lúc anh làm công tác ở anh lưu thông ngoài đường như thế nào? Rồi. Và tổ tuần tra này làm việc với anh như thế nào? Rồi. Điều đó tôi không có rõ. À rồi. Chúng tôi chỉ ở đây bộ phận tiếp nhận biên bản ở đây. Rồi. Đó. Ngoài tổ tuần tra cung cấp hình ảnh, chúng tôi cung cấp về hình ảnh như thế nào, chúng tôi chỉ tiếp nhận hình ảnh như vậy. Rồi. Đúng không? Khi anh lên xử lý, đúng không? Rồi. Khi anh lên xử lý, anh yêu cầu hình ảnh, chúng tôi chỉ cung cấp những hình ảnh, chúng tôi không thể tạo ra hình ảnh được. Rồi. Chúng tôi chỉ cung cấp hình ảnh của tổ tuần tra ngoài đường cung cấp về cho chúng tôi như thế nào, chúng tôi giải quyết cho anh như vậy, xử lý anh như vậy. Rồi, ý là các anh, đúng có nghĩa là bây giờ là tổ công tác với tổ xử lý. Để tôi nói hết đã. Rồi. Anh nói tôi lắng nghe cho tôi. Rồi tôi rồi. Nghe rồi nghe. Ok ok. Đến khi mà anh lên đây xử lý, chúng tôi vẫn yêu cầu anh về anh xác nhận lại. Anh yêu cầu xác nhận lại hình ảnh, chúng tôi vẫn yêu giới thiệu anh và đề nghị tổ tuần tra kiểm soát đó cung cấp hình ảnh cho anh coi. Đúng không? Khi anh lên đây, khi anh bạn cảm thấy không hài lòng với cái hình ảnh đó. Đúng không? Anh cảm thấy không hài lòng với hình ảnh đó. Thì chúng tôi sẽ xin ý kiến lãnh đạo và yêu cầu tổ tuần tra kiểm soát bốc về lại đây để cung cấp hình ảnh cho anh, đúng chưa? Rồi ok. Trong khi đang chờ giải quyết thì anh phải bình tĩnh, đúng không? Bây giờ không phải là tôi chờ giải quyết một ngày hai ngày, anh hiểu chưa? Điều đó mấy tháng rồi. Điều đó thì anh phải mấy tháng rồi là tôi không có nói việc với anh nha. Còn bây giờ anh lên anh đã yêu cầu đi xác minh lại hình ảnh, anh cảm thấy không hài lòng, anh quay lại đây thì chúng tôi sẽ có ý kiến, xin ý kiến lãnh đạo để yêu cầu tổ tuần tra kiểm soát đó về đây để chứng minh cho anh được cái hình ảnh đó là đúng hay sai. Bây giờ nếu mà hình ảnh đó anh cảm thấy không hài lòng nữa thì anh có thể khiếu nại tố cáo theo luật. Cái này tôi nói với anh này, tôi chỉ là người công dân và vi phạm đây là tôi vi phạm giao thông. Công dân bây giờ bình đẳng. Anh hiểu chưa? Tôi là vi phạm giao thông, không phải vi phạm hình sự. Đúng. Thế bây giờ tôi nói cho anh biết này, bây giờ bọn tôi là người công dân đi tham gia giao thông ngoài đường. Các anh bắn tốc độ bọn tôi và bắn vạch bọn tôi. Đúng. À, là bọn các anh lúc bây giờ các anh ấy là bắn một nơi nhưng lập biên bản một chỗ. Đúng. Đưa cho anh chúng tôi là người dân xem qua điện thoại, đúng không? Rồi, thế thì lúc bây giờ thời điểm đó các anh nói tôi vi phạm, rồi, đúng không? Máy thì các anh không có ở đó, các anh chỉ qua hình ảnh điện thoại thôi, và các anh mang ra cho tôi xem và anh yêu cầu tôi là tôi vi phạm và các anh sẽ chứng minh tôi bằng cái hình ảnh trong cái biên bản mà tôi đến phòng xử lý để đúng. Tôi nộp phạt, đúng không? Đúng. Thì tôi chấp nhận, ok, tôi sẽ ký vào biên bản. Và khi tôi đến đây thì phòng xử lý các anh khi tiếp nhận hồ sơ của tôi, các anh là có nhiệm vụ phải chứng minh cho tôi về cái hình ảnh tôi vi phạm tốc độ, đúng không? Rõ ràng. Anh cứ nói hết đi, anh cứ nói. Đấy, thế thì bây giờ tôi đến đây, đúng không? Cái hình ảnh các anh đưa ra không chứng minh được tôi cái vi phạm về cái hình ảnh rõ ràng về tôi vi phạm tốc độ. Bây giờ anh lại quay ngược lại tôi, anh lại bảo tôi là lúc bây giờ tôi không yêu cầu tổ tuần tra là
phải cung cấp hình ảnh tôi đó là. Tôi không nói vậy. Đấy. Ý kiến anh nói cái video của đây tôi đang quay ở đây. Đây nè, tôi nói ý kiến của anh trong phiên bản anh có thể ghi vào. Đúng không? Ý kiến là ý kiến gì? Đấy, có một đây. Rồi nhưng tôi hỏi anh là tôi theo anh thì tôi ý kiến gì trong nó? Ý kiến gì đó là ý kiến của anh sao tôi mới được anh? Thì tôi không cần ý kiến ở trong nó, nhưng tôi chỉ yêu cầu là khi tôi vi phạm ở đây các anh chứng minh cho tôi bằng hình ảnh rõ ràng tôi sẽ nộp phạt. Chứ tôi không chống đối. Tôi nói với anh nói xong chưa? Rồi. Tôi nói anh này. À. Trong quy định bắn tốc độ thì vẫn bắn tốc độ sẽ có hình ảnh lưu về thẻ nhớ. Đúng không? Cái chuyện này là nghiệp vụ của các anh. Thì đúng, để tôi nói hết đã. Đó, còn bây giờ tôi tiếp nhận biên bản ở đây. Anh đã lên yêu cầu anh sách, anh chứng minh lại hình ảnh của anh. Đúng chưa? Anh yêu cầu coi lại máy thì chúng tôi đã giới thiệu cho anh về coi lại máy. Đúng chưa? Anh không cảm thấy anh không hài lòng về cái chuyện đó nữa. Thì bây giờ anh lên đây yêu cầu chúng tôi chứng minh lại hình ảnh. Thì trong lúc thời gian chờ đợi thì tôi đề nghị anh bình tĩnh và để đợi xin ý kiến lãnh đạo và điều tổ tuần tra cảnh sát nó về đây để cầm cái máy tốc độ đó về đây để đưa ra một cái tấm hình lớn cho anh coi, đưa vô máy vi tính chính xác cho anh coi, được chưa? Tôi nói với ngay nhé, các anh làm rất là mất thời gian của chúng tôi. Tôi nói cho các anh biết như thế, mấy tháng trời rồi, lần trước tôi đến đây yêu cầu và đồng chí đội trưởng của các anh cũng đã ghi, đúng không? Cũng đã ghi đằng sau cái biên bản. Đó. Tôi chấp nhận và tôi sẽ chờ đợi cái thời gian để tôi lên đây để tiếp tục tôi được xem cái hình ảnh vi phạm của tôi để tôi lập phạt, đúng không? Nhưng lần này tôi quay lại đây vẫn là hai cái tấm hình đợt trước các anh đưa cho tôi, không hề thay đổi một cái gì cả. Thế bây giờ các anh không chứng minh được cho tôi thì tôi đã nói với anh rồi. Không phải là không chứng minh được. Thế tại sao trong vòng thời gian mấy tháng các anh vẫn để cái hình ảnh đó của tôi để các anh đưa ra cho tôi? Không phải là không chứng minh được mà tổ tuần tra kiểm soát đó bây giờ đang đi công tác, chưa thể về đây được. Ê, anh biết là cái thời gian biên bản là bao nhiêu tháng rồi không? Anh nói như thế thì anh cứ nghĩ là công dân tôi, chứ bây giờ các anh cứ nghĩ rằng là tôi là không có công ăn việc làm, ngồi ở nhà chỉ có chờ đi lên để các anh xử lý à? Anh bây giờ anh cái biên bản của tôi hơn 3 tháng rồi, không phải là một ngày một giờ, anh hiểu chưa? Mà không phải là tôi lên đây lần đầu. Các anh là bây giờ nói với tôi, các anh phải có trách nhiệm với người dân chúng tôi chứ. Thế còn chúng tôi là tham gia giao thông, chúng tôi không có ý kiến gì vấn đề cái nghiệp vụ và cái công tác làm việc của các anh cả. Chúng tôi chấp nhận thi hành cái luật giao thông của các anh, có nghĩa là tôi sai, các anh chứng minh hình ảnh rõ ràng, thời điểm, không? Km, đó, tốc độ của chúng tôi và biển số xe tôi rõ ràng. Tôi ok hết. Kinh độ, vĩ độ, ngày giờ, thời gian, biển số do anh chịu. Biển số ở đâu? What? Anh bảo là đâu? Tôi hỏi anh một câu, tôi chỉ hỏi anh một câu. Bây giờ con người anh như thế này, tôi chụp một cái hình từ xa, không nhìn thấy người, đúng không? Tôi cắt một cái cổ của anh, đưa cái đầu lên, đến cái hình ảnh tôi phóng to ra, tôi bảo đây là ông. Ông có chịu không? Máy là kiểm định của Bộ Công an. Máy là kiểm định của Bộ Công an. Và trong máy kiểm định Bộ Công an, nếu như mà cắt ghép hình ảnh thì không có kinh độ, vĩ độ, ngày giờ, thời gian, biển số. Thế cái hình ảnh của tôi ông cắt cái đấy, các ông có chứng minh được tôi chưa? Ông nhìn thấy được không? Ông bắt ông đeo cái kính gì mà ông có thể nhìn thấy cái biển số của tôi? Sao lại không thấy biển số? Thì ông mang ra đi. Cái hình hôm nãy đó rồi, anh đợi tí. À. Bộ trưởng tôi đang đi báo cáo lãnh đạo phòng và sẽ có câu trả lời. Ok, tôi đồng ý là lấy cái hình ảnh đó, nếu các ông phóng to ra tôi nhìn thấy biển số tôi là tôi đồng ý tôi lột phát. Tôi nói gì đâu. Nhưng cái hình ảnh các anh đang đưa tôi ở trong hồ sơ đây là không nhìn thấy cái gì. Sao không nhìn thấy gì? Ô. Nhìn thấy rõ ràng như anh không gì. Vì khung cảnh là khung cảnh ban đêm, nó không rõ ràng như ban ngày được. Anh hiểu chưa? Anh hiểu chưa? Khung cảnh là khung cảnh ban đêm, không rõ ràng như ban ngày được. Nếu mà khung cảnh ban ngày thì lấy được hình ảnh xung quanh được. Anh nói từ nếu, anh nói làm nghề, anh nói làm luật giao thông mà anh nói nếu thì không bao giờ chấp nhận. Anh phải nói tôi là ban ngày á là sẽ nhìn thấy được hình ảnh khung cảnh. Ban đêm một màu đen tối đen như mực vậy, anh bảo là lấy hình ảnh xung cảnh xe anh thì lấy đâu ra? Đó là tôi nói là lấy một cái hình ảnh tốc độ ban đêm, ban ngày lấy cho anh coi.
Trời ơi, anh nói bây giờ anh chứng minh người khác vi phạm để nộp phạt, anh phải chứng minh rõ hình ảnh. Ban đêm á, chúng tôi máy chúng tôi là đo được kinh độ, vĩ độ, thời gian, địa điểm và biển số. Thế lần sau cái chỗ anh bắn này, anh bảo nó lắp hết đèn pha đường lên cho nó sáng để mà anh bắn. Đó là quy định của chính phủ á. Anh không nhìn thấy cái gì đấy, anh bảo là tôi không nhìn thấy cái gì, nhưng đấy là do máy ban đêm không nhìn thấy cái gì. Đèn đường là sở giao thông, sao không nhìn thấy gì, nhìn thấy rõ ràng là kinh độ, vĩ độ, thời gian, địa điểm và biển số anh rõ ràng như vậy. Kinh độ, vĩ độ, thời gian, địa điểm tôi nói cho anh biết lúc nào anh cũng có thể đi được. Anh vậy nói sai rồi. Anh nói cái chuyện bây giờ tôi chỉ cần nhìn cái hình ảnh tôi thôi. Đúng, hình ảnh anh đã có rồi nhưng mà do anh không tự chấp nhận. Tôi có nhìn thấy cái gì đâu mà bảo chấp nhận. Biển số anh rõ ràng, anh bảo không nhìn thấy gì. Anh nói chuyện đúng rồi. Cái anh làm luật mà anh nói ngang còn hơn con vua nó bò ngoài đường.